bạn nha. Các bạn có khỏe không? Lâu lắm rồi tôi mới trở lại sân Hàng Đẫy Hà Nội các bạn ạ. Đây sẽ là trận đấu giao hữu gọi là lượt về giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc. Lượt đi thì chúng ta đá trên sân Phú Thọ và chúng ta đã hòa với tỷ số 1-1. Có thể nói đó là một trận đấu khá là vất vả của U23 Việt Nam khi mà đội bạn đã có được bàn thắng với số trước. Sau đó thì Đặng Văn Tới đã ghi bàn giúp cho U23 Việt Nam có trận hòa 1-1 ở Phú Thọ các bạn nha. Đấy, chỉ có mấy ngày nghỉ thôi thì U20 Hàn Quốc và U23 Việt Nam đã trở lại với cái trận đấu lượt về này trên sân Hàng Đẫy của thủ đô Hà Nội. Lúc này thì theo ghi nhận của chúng tôi thì các khán giả vẫn đang tiếp tục mua vé để vào sân. Đấy. Mọi cái nó đều diễn ra tự nhiên giống như các trận đấu khác ở sân Hàng Đẫy. Tức là có bán vé và vẫn có những cái người chào mời vé. Thì, mức giá cao nhất cho trận đấu này là 300.000 một vé các bạn nha. Đấy, hai vé là 600.000. Như thế mà tính. Lúc này thì thị trường gọi là vé chợ đen, có thể coi là như thế đi, cũng chưa xôn xao lắm. Không như là trận đấu ở Phú Thọ, trận đấu Phú Thọ Việt Trì thì khán giả nhiều quá, đông quá và phe vé cũng hoạt động một cách mạnh mẽ hơn. Đấy, còn ở sân Hàng Đẫy ngày hôm nay theo ghi nhận chúng tôi là cũng bình thường như con đường hồ sữa. Đấy. Lúc này là khoảng 2 tiếng trước giờ bóng lăn thì khán giả người ta cũng chưa tới đông đâu, bởi vì cũng vừa mới kết thúc ngày làm việc. Đấy, đây là trận đấu diễn ra vào chiều thứ sáu và sẽ đá vào lúc 19 giờ, tức là 7 giờ tối. Đấy. Theo ghi nhận của chúng tôi thì hai vé một cặp mệnh giá 300.000, tức là 600.000 một cặp đấy, thì bây giờ người ta đang bán là 700.000. Đấy, như vậy là mỗi vé chênh 50, cũng không phải là chênh quá cao. Sân Hàng Đẫy các bạn nha, vẫn chưa có sự đả động gì của bầu biển cả, vẫn là sân vậy, vẫn màu vàng, vẫn rêu phong. Đấy. Đây là ghi nhận không khí bên ngoài sân Hàng Đẫy trước giờ bóng lăn. Khán giả mà đi ô tô lên đây là hơi khó để có chỗ để đấy nha. Có một cái bãi ở bên này thôi nhưng mà số lượng xe cũng hạn hẹp lắm, cũng hạn chế lắm. Và giá để xe cũng không hề rẻ. Đây nha, các bạn nha. Mọi thứ vẫn đang coi như là hồ hởi, phấn khởi nha. Hôm nay sẽ có sự thay đổi khác biệt so với trận đấu lượt đi ở Phú Thọ, bởi vì HLV Park Hang-seo ở trận này có thể sử dụng những cầu thủ được bổ sung cho U23 như là Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng. Đấy, có thể tạo ra sự khác biệt và có thể dự đoán một trận thắng cho U23 Việt Nam các bạn nha.